giúp đầu con sách rồi gì cũng có hết trơn á. Dạ. Ở chỗ này là hồi xưa là trong gián điệp là nhiều. À. Mấy con nhớ không? Mày nhớ cái gọi nào? Dạ. Gián điệp đi xử trí, bị xử trí rồi gián điệp rồi này nọ lên trong này nhiều dữ lắm. Dạ dạ. Còn cái một hai xe trăm người trong này nít nhiều nít. Ví dụ câu dưới sông họ cũng vớt rồi đem này ở trong. Dạ. Rồi mấy người đẻ bậy tầm bạ rồi còn lưu hết trong luôn. Dạ. Ủa vậy sao mà cái gò này chung nhiều người quá vậy mà bây giờ người ta ban ra người ta làm ruộng luôn hả chú? Hồi xưa tôi hồi 12, 13 tuổi tôi nằm ở trên cái gò này coi trong nè. Dạ. Là chú lấy cái này nữa theo chú biết là hết chưa? Còn ha, còn nhiều. Ghê vậy trời. Các người biến tí người nhà người ta biết thì người ta lại lấy tiếp. Không có, không còn ai biết thì chắc qua bỏ. Bây giờ nít, còn bỏ là nít. Ở nít thì đâu. Dạ. Tí Lạc Lâm chào mọi người già các bạn nha. Thì mà các bạn thì hôm nay các bạn thì Tí Lạc Lâm bạn thì cũng có đi theo với mấy chú với mấy anh em đó các bạn, thì để đi ra giữa một cái cánh đồng đó các bạn để lấy một cái hài cốt các bạn, thì cũng rất là lâu năm nha. Thì hôm nay Tí Lạc Lâm sẽ đi vô đây, sẽ Tí Lạc Lâm sẽ quay lại để cho mọi người cùng xem nha. Thì giờ các bạn thì đây là hai cái chiếc máy cài nè, cái này là hai cái chiếc máy cài mà của người ta khi mà người ta cài sớ đồ sớ ruộng đó đó các bạn, không đem đi về nhà luôn nha, người ta để ở đây luôn nè. Đó, còn ở ngoài giữa cái cánh đồng là mấy giờ mấy anh em mà đang giật mầm nha, giật mầm lúa đó. Thì giờ các bạn thấy nha, lúa hai bên cực kỳ đẹp ha. Mà lúa này nó cũng còn hơi bị nhỏ nha. Cái này mới sợ chắc khoảng nó có một tầng. Tại vì là mình cũng nghe với mấy chú nói hồi nãy đó các bạn, thì cái ngôi mộ này á là nó đã bị thất lạc nha, thì thất lạc nên là ở đây giờ là các bạn thấy là người ta ban ra người ta làm ruộng hết luôn nè, nó đã thất lạc đó. Thì ngày nay thì ở bên cái người thân đó các bạn thì đã tìm kiếm được, nên là ngày nay người ta đào ở ngay chân cái miếng ruộng luôn nè, thất lạc rất nhiều năm. Bạn thấy là ở bên đây cũng có một cái anh mà ảnh cũng đang xịt lúa mà xịt giật mầm nha. Đó thì bây giờ đó các bạn thì ở gần đây là mấy anh với mấy chú nè đang để là nhớ lại ngay chân chỗ nào nè. Tại vì giờ các bạn thấy là ở ngoài đây giờ là ruộng không à. Ruộng không thấy không? Nên là người ta cũng không có nhớ nổi nè. Bây giờ để Tí Lạc Lâm dẫn các bạn đi để coi là những người thân là để coi đào cái ngôi mộ này nằm ngay chân chỗ nào nha. Tại vì hồi đó đó bạn thì nghe cũng mấy chú lấy cũng lấy nhưng mà là nó cũng đã bị thất lạc nè. Ủa rồi cái này cổ mình có nhớ chỗ nào chưa ha chú? Có nhớ mà 13 bước nữa gặp thắng bước đỡ không đẩy cái hút. 1 2 3 4 5 đúng gì trời đất ơi ngay luôn hả trời ơi tâm thái mà ghê vậy trời thiệt á đi mà quay cho lắp cho láng vậy đó lúa lên vậy đó dạ đủ đại cao thủ chứ phải như người khổ trời mẹ nó sống tâm linh cỡ trên trời trời dưới hả ừ nó tâm linh lắm cỡ trên dạ 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 ủa vậy là cái ngôi mộ này là cái ngôi mộ của ai hả chú? Ngôi mộ này là chiếc nữa nó cắn bành giò của bà của cô tao của bà thắng dạ dạ mà lấy nguyên cái gò này dạ rồi mà cái còn sót lại kiếm được thì đức không có tìm được lạc luôn dạ năm gò là còn cái gò hả chú? Năm gò nó láng vậy đó láng vậy luôn mà cái gò này là lớn lắm dạ nằm chịch khỏi gò bị người ta ban
ta bán cái ta làm ruộng đó. Dạ. Từ từ nó lưu lạc mất luôn. Ủa nhưng mà cái gò này là người ta kêu bằng cái gò cái gò gì chú? Ông tà. Nằm là trên luôn rồi. Gò ông tà. Nằm trên đây kìa. Đó. Ờ cái đó này cạn mà. Đó thì đó các bạn thì mình cũng mới hỏi chú đó các bạn thì chú nói là một cái ngôi mộ này đã thất lạc nha. Thì ngày nay người ta đã ban ra người ta làm ruộng nè. Nên là hôm nay là tới cái tháng thanh minh đó các bạn thì chú ra đây chú sẽ lấy cốt luôn. Ngồi sủi cái đúng rồi. Đó thì giờ các bạn thấy tại vì bây giờ người ta ban ra người ta làm ruộng đó các bạn nên là bây giờ ảnh phải dùng một cái cây sắt. Để là tại vì nghe ảnh nói là từ ở trong các cái bờ này là ảnh bước ra. Ủa hồi nãy là anh bước ra là bao nhiêu bước anh Tú? Tâm linh. À. À dạ. Ghê ta. Không, tại em lấy lâu năm rồi mà nói cái mình hướng ra cái ngay chốc. Là nãy là ảnh trong đây đó bạn thì ảnh đi từ đây ra tới đâu đó là ảnh cầm cái cây sắt là ảnh ghim một cái là ngay luôn nha. Quá hay. Quá dữ dằn luôn. Đó thì bây giờ đó bạn thì bây giờ chú đang bày bánh nước suối rồi để là cúng rồi. Có trận á. Dạ. Ở chỗ này là hồi xưa là trong gián điệp là nhiều. À. Biết không nhớ không? Mày nhớ cái gọi nào? Dạ. Gián điệp đi xử trí, bị xử trí rồi gián điệp rồi này nọ lên trong này nhiều dữ lắm. Dạ dạ. Còn cái một hai xe chậm nữa trong này lít nhiều lít. Ví dụ câu dưới sông họ cũng vớt rồi đem này ở trong. Dạ. Rồi mấy người lẻ bậy tầm bạ rồi còn lưu hết trong luôn. Dạ. Ủa vậy sao mà cái gò này chung nhiều người quá vậy mà bây giờ người ta ban ra người ta làm ruộng luôn hả chú? Hồi xưa tôi hồi 12-13 tuổi tôi nằm ở trên cái gò này coi trong nè. Dạ. Là chú lấy cái này nữa thì chú biết là hết chưa? Còn hả? Ghê vậy trời. Được các người biến tỷ người nhà người ta biết thì nên lại lấy tiếp. Không có biết thì chắc qua bỏ ở nít thì đâu. Dạ. Du danh nhiều. Chú biết người lớn. Hôm nay cái ngày 27 tháng 2 lần này thanh minh tôi có đến để mà di dời hài cốt của người cô thất lạc hôm nay là nhiều năm đem về đây gửi để phong dưỡng lấy cốt về phong dưỡng cho cô thì cũng nhờ cái đất trai dân chặt siêu màu được mã thằng vàng khung cảnh trên vùng đất này chứng minh để cho tôi được di dời hài cốt của cô tôi nơi ăn nghỉ chỗ khác cho cao giáo con cháu nó thọ phượng cho dễ dàng. Mày bận chi hai ba cái áo thấy mệt vậy? Xình nhảy không à, lột đồ đi. Ừ, bà đi. Nôn dữ lắm rồi. Ghê vậy? Dạ. Hỏi tâm linh nó thấy xương cái nó. Trời bây giờ thì bây giờ các bạn thì giờ ảnh sẽ lội ra ở ngoài ruộng là ảnh sẽ đào luôn nha. Gom nhẹ nhẹ cho nó gom lại. Rồi của nó cạn queo ha hả anh Tú? Cạn queo à? Ờ. Mới đào có một lưỡi len là nghe nó kịch rồi. Bắt lương luôn cả. Đào có khi nào gặp lương không luôn không anh Tú? Không đâu. Cạn này chắc có chừng nhiều khi máy bự dính liền chứ tại vì ảnh đào nó chưa được một lưỡi len là đụng rồi kìa.
thấy không? Nhật cũng nhờ máy bự nó làm mình mới phát giác được đó. Dạ. Chứ làm sao mà mình biết nó của nó nằm ngay chỗ nào, tại vì cái miếng ruộng chà bá nè. Dạ dạ, vậy là hồi đó chú đi kiếm là ở đằng kia ha. Dạ. Cái gò nó từ lòng gò từ chỗ này. Dạ. Dài xuống gần tới bờ canh dưới á. Bờ canh tốt lắm. Dạ. Mình lấy cái dáng lên luôn chú ơi. Chú thấy cái ngôi mộ này cỡ chừng bao nhiêu năm chú? Này em có 200 năm. Cái gì? Có 200 năm hả? Cái vô này còn cái mộ này khoảng 100 năm. À. Rồi, cái mã này hồi con chết 33 tuổi. Dạ. Yeah. Ủa 33 tuổi là cổ bị bệnh ha chú? Hay chết có chồng có con rồi. Dạ yeah, dạ. Yeah. Nhưng mà bà chết. Dạ. Yeah. Bà này là bà thứ 6 em ruột của bà. Dạ. Yeah. Ba tôi năm nay gần 150 tuổi rồi. À. 200 năm là ông bà chị miệng này với ấy lại mình mới biết. Năm có vô mà giải mộ. Dạ. Có vô giải mộ nhưng mà gánh chú tôi đó. Dạ. Cái tôi không có giải mộ, bị tôi lo phía bên ngoại rồi bên nội. Đó. Đó gì kia. Bên nội. Hồi xưa ở đây đất lâm. Trời ơi, quá trời trời cạn luôn ha. Thì bây giờ các bạn thì giờ mấy anh dỡ cái nắp ra nè. Quá trời, quá trời mau luôn nè. Của con ra, đứng bên đây hết. Ừ. Đã. Wow. Cái nắp nó đen thui luôn ha. Chắc này chắc không còn gì riêng ha. Hả? Cái nắp đó. Cái này chắc của nó gã hết ha anh. Rồi xong hết rồi. Đất không à. Rồi đất xong rồi, cả trăm năm rồi mà. Xong hết rồi đại ca ơi. Quá trời lâu rồi. Con vô dắt các bạn nha. Đem lên vô bào luôn. Không chạy tới lên nữa. Đất không. Bên nào nhão rồi nó đó. Còn. Cái đó là giò đi. Ủa gì cái đó là cái lóng tay, ủa cái lóng giò ha anh Tú? Lóng tay nhưng mà để nằm phần dưới phần giò. À. Lấy cái hũ ở đây con. Kêu ông nội đi. Còn đó. Anh Chính ơi. Đây hết trơn rồi. Đây không còn gì hết.
đây là hột gòn hồi xưa đó. Gòn gòn chưa cầm chứ. Nhưng mà công nhận cái hòm ngày xưa chắc quá ha. Đốt sống à. Ôi còn nhiều. Cái đầu hai cục này. 4 cục rồi. Cái đó là mà mấy cái lóng tay hay cái lóng chân ha chú? Lóng chân. À. Đâu không? 2 mét mấy à? Cái hòm hả? Hòm mét mấy hả? Mét 8 gì hả? 68 gì hả? Đó thì các bạn thấy là hôm nay đi lấy cốt có một cái anh này ảnh rất là hay luôn nè. Phải nói là ảnh là ảnh giống như là kiểu ảnh là tâm linh ha chú. Thì sao mà nguyên một cái miếng ruộng như vậy mà ảnh biết hay thì chứ. Dạ dạ hay đi. Giấy tên nó là ở cái nhám nó lên. À. Chứ mời mốt lại đặng này biết không? Nghe tên Tú nè. Đợi đừng ghi trong đó lát nó ruột mình chết rồi. Chứ mà coi kia chứ con thấy nguyên cái miếng ruộng bự chà bá như vậy mà sao mà ảnh đi ra là ảnh đâu là ngay chân chỗ này luôn trời. Ghê thật chứ. Cái hòm. Ủa ở đằng sau lưng có cái hòm hả? Hòm chân đó. Trời. Tay nè. Trời ơi đây. Cái đống tay. Tay nè. Trời ơi. Ôi còn nguyên nè. Rửa luôn, rửa cho sạch luôn. Mình rửa. Thì các bạn thấy là ở trên cái lưng ảnh có xăm cái hòm này. Quá tâm linh. Hồi đó mà ra ngạch mà môn phái mà dịch con gái mới xăm hay đâu? Điểm cho mới xăm như vậy. Mà mới xăm á. Lấy thường cái bèo biết cái nào ra cái nào ở đâu thôi. Lưng cổ lưng quẩn chút á. Dấu nó dấu hôm nay con cắt cái bao qua con cuộc dây đi, con dây chừng 2 mét được rồi. Không còn sợ hả? Anh bò giá chỗ anh đứng chưa nghe khu đó. Nãy giờ chưa có gặp hai cái xài... sọ đồ gá đó. Chỉ còn mấy cái lóng xương hả? Lóng xương, lóng tai. Còn hai cái lóng xương giò đó. Gặp con bệnh thắng rồi. Chỉ số bán là tốt. Bà Hà ông. Bà bảo luôn kìa. Chỉ số cả đó là cũng ngon.
Thầm nghe này là tổ của nó là tử ăn thầm nha. Lắm nói hồi nãy rồi cày chấm chao ăn luôn. Tử ăn thầm với mắm thôi. Con ít tôi chắc lớn hay tôi chích 33 tuổi ai không à 36 hả vậy mà lộn hả gì vậy mà đem với không rồi đào đó đó đào thì đó thấy mẹ luôn thất lạc cháu không à sao chắc cứu tôi gọi đào đó chết bà luôn kiếp bây giờ kiếm cho con cháu nghe lấy ha rồi dụ con cháu ra để cái bập tôi gặp nè ghê không tâm linh có dạ kiếp vụ này thấy của cái bập tôi gặp nè ổng sơm được cái tỉa thứ hai cái kịch chung máy lại lên đi ổng cái một cái đầu tiên luôn nè kia thì rồi mình lấy dán ngay bỏ ngoài ha lâu rồi bỏ kinh chụp đợi ngoài đi đừng đem về con nhỏ con kinh không cho đem về không mà có phải xin đâu thôi 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 đem về làm gì xin làm gì chú làm con gà gì trời ơi gà là ở ngoài vườn ông đi đem thẳng về ngay ngoài vườn ông bắt qua cái đường như cái này nè ông bắt qua cái đường mương để ông đi qua lại còn cái đó ông để gần chuồng gà rồi chùm luôn chứ không có đem vô nhà ở ngoài vườn là ông đem đi sao ông nuôi gà rồi dịch là thôi nuôi gà làm sàn chuồng mà ok luôn chuồng nhưng mà mình chỉ dụ mình kiểu mình để cặp cái chuồng gà chứ mình để tính gì đòn nó hồ để nuôi không chết đó coi rồi ngoài ừ gì ta ông rồi nó sinh ra rồi nó nói ông chính coi còn tốt còn nguyên chùi lại cho con sinh ông cậu út rồi nè út sới nè ông đem gì ông nuôi dịch phim đồ ông bán mấy năm trời im ru thôi mà sới bằng quẹt á cái này không nha đúng ha tốt mà tốt mà ha sao ta thế hả ừ cậu á cậu mày ha bự quần bạn còn quần áo không còn gì chứ ta dễ gì còn anh chết mà... chết là năm mấy cao chín không biết năm mấy mà chết sáu mấy 70 năm mấy 13 tuổi đó ông độ bây giờ khoảng 500 năm rồi đó ông ngoại mày năm 200 230 rồi 230 tuổi. Bà chết được 33 tuổi. 80 năm rồi. Quá rồi. 80 năm rồi. Không có coi trời này. Tầm tuổi tốt quá. 70 mà ông không biết. Tao này còn không biết tao này 78 tuổi. Ờ. Vậy là hơn chứ. Trăm ngoài á. Thì bà sáu này không có đứa con nào hết. Có đứa con mà chết. Còn bà hai nó với là con. Có mẹ mày với mà. Rồi. Dì hai biết. Biết bà sáng à dọn chết ra bà sáng biết con chết ông luôn không gặp luôn hả không hết rồi vô cái tay rồi dọn dẹn nè là hết luôn đó chỉ còn... sao đó đem vô đây cho ông ta đó còn nhưng mà còn ít rồi á cái đầu không có luôn hả ta đầu gã luôn nè còn cái đốt sống dài nè còn cái cổ nè con chính đem đi đâu con chính đem về theo quỷ cái thì gửi cho thủy quả ông gọi làm cái tháp cho bả bên kia rồi đó à. Sao nhà không đó làm tháp rồi đó bắt không ha cái ông cố mãi có sơn viên kéo dán ra ngoài chồng rồi về không rồi xong cái này quả thiêu rồi đi thủy tán quả thiêu rồi đi thủy các bạn thì nãy giờ các bạn thì mấy anh thì cũng đã lấy thì cũng đã xong rồi đi đó các bạn thì giờ đang lôi những cái tấm dán của cái hầm để đi ra để cho người ta dễ người ta làm ruộng đó các bạn tại vì mình cũng có nghe là chú các bạn chú nói là cái ngôi mộ này cách nay cũng cả trăm năm rồi mà tại vì nó đã bị thất lạc nên là không có tìm kiếm được rồi ngày nay là có cũng như là hôm nay đi lấy các bạn thì cũng như lấy kiểu tâm linh luôn ảnh là đi từ ở trong cái bờ ganh đó các bạn là ảnh đi ra là ảnh chỉ sắn ảnh lấy một cái cây sắt các bạn là ảnh sắn là ảnh biết chỗ luôn nha rồi ông thôn chỉ đạo kia đi chỉnh cái hũ nó hoài nên để tình trạng đi chỉ chạ đạo cháu nó làm mà xuống kinh này hay là đi ngay vô đây đi ngay gần hơn đi ngay dòng nước nè quay ra đi ngay dòng nước đợi nó đi dưới đường nước không sao đi dưới đường nước xuống đó rồi góp kinh con quá dày quá đâu hết nhiều lắm á nhiều lắm đừng lộn ra này như vậy thì quyết định một đường dài ở đây vô đây đi vô gần vô
hai ba bờ nó đụng mấy nhà xuống cái con bờ con dòm đường nào cũng đi được con đi đi thì mà các bạn thì hồi sớm bạn thì Tí La Cà Lăm bạn thì cũng có theo chú rồi dưới mấy anh bạn thì đã đi lấy một cái ngôi mộ đã bị thất lạc đó các bạn, thì lấy thì bây giờ cũng lụm được có chút đỉnh xương hà các bạn, tại ngôi mộ này cũng rất là lâu rồi, thì lấy hồi nãy giờ thì cũng chuẩn bị xong rồi đó các bạn. Thì thôi giờ Tí La Cà Lăm cũng kết thúc video ở đây luôn các bạn, thì mình cũng mong các bạn hãy ủng hộ cho Tí La Cà Lăm bạn, hãy cho Tí La Cà Lăm một cái chia sẻ và một cái đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin mới nhất từ Tí La Cà Lăm luôn các bạn. Giờ Tí La Cà Lăm bye bye các bạn nha, bye bye.